được chị. Chị làm không? Chị làm luôn. Chị làm luôn. Cái người cắt đó là sao? Dạ, làm đúng của người chị. Bán hả? Không, làm kiểu chủ công, chứ không kiểu của chị đâu. Kiểu của chị luôn. Kiểu của chị chứ không biết nói được. Nên hôm nay làm chị, các bạn em biết xẻo. Mẹ đã bắt chú đường xong rồi, làm là có được rồi. Có khăn mắm nè, mình nấu người đau nè, mình giỏi mà, đi nữa chứ cho nó sạch sẽ. Đang đẹp trai rồi. Ừ, bắn thì bắn, có bắn có đồ hết, nhưng mà tùy, bắn nó sẽ đau hơn mà nó sẹo nữa. Chị nghe em có. Hay là bà đang ở trên lầu rồi ta? Nhiều khi bà lên trên túc trên tầng ba lên coi thử em. Bay mắt luôn, mụn ghê quá mà bắn bể đầu. Muộn quá nhiều vậy nè. Nhiều thì giờ chờ. Bóp bụng là cho nó đau cái bụng đỡ đau mặt á. Thiệt mà. Có ai đây nữa không? À, không có ai. Ủa, bà đi nhầm xà ba không? Sắp chỉ rồi chị bà. Chị ngồi chơi gì đó xíu gì nhá. Hà ơi. Coi thử. Cắt được, cắt với lao cho chị trước á. À, để ta cắt chỉ cho mấy đứa luôn chứ. Em chùi đi rồi em soạn đồ cho chị đi, chị làm cho nhanh.
Răng, răng ấy hả? Chị chờ ra. Làm bên đây. Đã bay này. Đã bay đi đâu á nè. Mấy phút rồi. Còn quá trời. Chị có không rõ nè, em tìm hay còn do mua ấy không? Nhưng trên lầu còn không ta? Hồi nãy giờ được mấy phút rồi đó. Đúng rồi. À. Rồi em lau xong lại, em lau lại rồi em bôi giảm sưng rồi đi về thôi. Đợt này gì nặng nhanh hơn á, sao ổng hơi mà ổng đau hơn đợt trước thì đau hơn hả em, đợt trước sao ổng nằm lì á, đợt này á thì không đau, là không đau cả nhóm khăn là đau đau ra thì nó thao nặng ấy thì ấy chưa nhiều lắm, không còn nhiều mà, không đau. Không thấy đường luôn. Chị Yên đi gội đầu chưa Thuận? Răng. Yeah. Ok nói, à. Chị nói là tối nay 6 giờ làm. Đến 15 phút chị sẽ nói chuyện với chị nhân viên thì truyền đạt một lần luôn. Ừ. Ừ. Khi nào ngồi thì có chuyện có tư vấn.
chúng mình nó cũng có nhiều cái hay. Kia có không? Đây thử có không? Chị đoán là trên kia còn, trên kia có. Có một cái nhạc lịch của em đó, chị tư vấn cho bé rồi đấy. Là bé nào ta? Đang bên kia kìa, chắc đang rửa mặt đấy. Ui, hoạn tử các em thấy không, bị hoạn tử hết rồi, dưới cằm đấy. Đi mà còn chưa chịu đi nè. Đúng rồi, không đi đâu, sợ đau.